Đại ca VIP Lao, vốn đã biết đến với cá nhân hóa dành cho gia đình và doanh nghiệp. Hãy cùng em Sương hôm nay khám phá Ford Transit 2024 mẫu mới nhất. Thì đại ca VIP Lao sẽ có những gì? Một màu sắc vô cùng trendy dành cho năm nay. Đại ca VIP Lao với nhân xưng cá nhân hóa dành cho gia đình và doanh nghiệp, không làm bạn thất vọng. Với nội thất thiết kế năm nay vô cùng tinh tế và hiện đại, đề ca đã nhấn mạnh ở chủ yếu là ở màu da ghế. Với một không gian đề ca thiết kế tối giản và rất là sang trọng, thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhựa ABS được thiết kế nguyên khối từ trần cho đến vách. Có 5 loại đèn ánh sáng: đèn trần, đèn dạ viền, đèn chiếu sáng và đèn ốp cột. Với chiếc xe Ford Transit mới này, đề ca cũng thiết kế lại 4 chiếc ghế có thể chỉnh điện và tích hợp cả massage. Hai ghế có thể quay ngược 180 độ, là một phòng họp cho doanh nghiệp cũng như là một không gian như phòng khách dành cho gia đình. Đây là một không gian Sương vô cùng yêu thích, một nơi mà Sương có thể làm việc mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là có thể trò chuyện với đối tác. Và đây là một cái không gian mà mình có thể vừa cất được laptop và kết hợp vào sạc tại đây. Với ổ điện 220V sinh hoạt với nhau, thì bây giờ sau khi các bạn đi một cái hành trình dài, chúng ta nên xoay ngược lại để có thể di chuyển một cách thoải mái nhất. Băng ba cũng được đề ca cải tiến lên rất nhiều với dịch cấp để cho người ngồi ở băng ba có tầm nhìn thông thoáng hơn. Với băng ba này thì ba ghế được tách biệt, tạo một sự riêng tư cho người ngồi, vô cùng thoải mái. Với độ ngả ghế vô cùng thoải mái. Rem chỉnh cơ. Xe được trang bị TV 22 inch ốp trần và được kết nối với Wi-Fi, có thể xem YouTube, Internet, xem phim, TV. Xe được trang bị 4 loa zin và 2 loa Sony, công suất cực lớn. Với khoang hành lý vô cùng rộng rãi, được đề ca cải tiến vượt bậc. Băng ba được nâng cấp và dạch lùi phía sau, tạo một không gian để đựng hành lý vô cùng thoải mái. Và đặc biệt là cho những gia đình đi chơi xa cũng như là những doanh nghiệp. Quý anh chị là cá nhân, gia đình, doanh nghiệp cũng như là các công ty cho thuê xe limousine cao cấp, để cá nhân hóa sử dụng chiếc xe limousine cho mình thì hãy liên hệ ngay với em Sương, đại diện kinh doanh toàn quốc của hãng DK Limousine.